shopandy.net. Trong đây có rất nhiều nick xịn sò đang đợi mọi người đến mang về. Đặc biệt có rất nhiều vòng quay may mắn, giá cả thì phải chăng, nhanh tay thì còn, chậm tay vẫn còn, nên mọi người cứ từ từ mà lựa nhé. Trận chiến không cân sức giữa chị Đại Mina và bột giặt Omo. Nhận thấy team bạn pick 2 mid, Andy đoán đi rắc sẽ đi SP, Omen sẽ đi top nên Andy đã pick Mina để khắc chế Omen. Chắc bà cái nhà kìa. Khúc này tưởng thua không rồi đó. Team chết 5 lính lên tới trụ. Rồi xong thua ngược hả? Không sao. Má có lính sửa đất, có lính sửa đất. Lính gánh còng cái lưng. Về. Dạo gần đây vào đỉnh cao hay đi rank thấy mọi người thường hay cấm Omen, vị độ khó chịu và trâu bò của nó. Sau khi xem clip này thì mọi người cứ gặp Omen là pick Mina cho mình. Omen chẳng khác nào cái máy bơm nội tại cho Mina cả, càng nhanh, càng đông thì Mina càng vui. Dành cho bạn nào chưa biết thì nội tại của Mina là lưỡi hái phục hận, nội tại này khi Mina tích đủ 10 tầng sẽ lập tức hồi chiêu 1. Gây sát thương chuẩn, đồng thời tăng 100% tác dụng hồi máu, càng đông thì Mina hồi càng nhiều máu. Cách tích nội tại có hai cách, một là Mina đánh thường vào tướng địch, lính quái rừng một nội tại trên mỗi đoàn đánh thường. Cách hai là khi tướng địch phù hiệu tinh linh, lính quái rừng đánh thường vào Mina sẽ được tích một điểm nội tại trên mỗi đòn đánh. Omen vẫn không biết sợ là gì, vẫn muốn tiếp tục solo với Mina. Ôi ai, anh đầy quỷ khác quá ta. Lắc, em lên nè, nó tính. Ok. Vì quá ỷ y nên không chú ý lên rồng đã bị ép lên tới nhà chính. Và sau đây là những pha gom xóa sạch mọi lỗi lầm của team bạn. Ủa, nó về đi. Em làm gì đã có hiểu? Em bắn đầu quá mày. Hai anh ơi, anh đi gom ghê vậy. Hai anh ơi. Từ nha. Tôi đang đẩy hàng con cho. Nhà đi, John cho sức cao rồi. Ôi, tính nhà kìa. Chắc bà cái nhà kìa. Câu này tặng cho team bạn, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Không sao. Má có lính sửa đất, có lính sửa đất. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes. Cảm ơn mọi người đã xem, ai chưa follow cho mình một follow, cảm ơn ạ.